thưa quý vị và các bạn quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa việt nam và liên xô trước đây và nga ngày nay luôn không ngừng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước củng cố và vun đắp tình cảm đặc biệt giữa nhân dân việt nam và nhân dân liên xô trước đây cũng như nga hiện nay đã trở thành một biểu tượng của sự đoàn kết và tình hữu nghị quốc tế qua nhiều thế hệ chúng ta đã chia sẻ với nhau không chỉ những thách thức và khó khăn mà còn cả những khoảnh khắc vinh quang và hạnh phúc thấm đượm tình cảm sâu sắc giữa nhân dân hai nước nhân dân việt nam luôn luôn ghi nhớ và biết ơn sự giúp đỡ quý báu trí tình của nhân dân liên xô và liên bang nga trong cả giai đoạn kháng chiến và xây dựng đất nước sau này hơn 70 năm về trước, ngày 30 tháng 1 năm 1950, Liên Xô trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thể hiện sự đoàn kết mạnh mẽ của Liên Xô đối với sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Tình cảm đặc biệt giữa hai dân tộc đã được đặt nền móng trước đó gần ba thập kỷ, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đặt chân đến nước Nga Xô Viết, tìm ra con đường giải phóng Việt Nam khỏi ách thực dân phong kiến. Từ đó, nhân dân Việt Nam và Nga tuy xa cách về địa lý nhưng thật gần gũi về tâm hồn và lòng yêu nước nồng nàn, đã luôn đồng hành cùng nhau vượt qua vô vàn khó khăn và thử thách, hôn đúc nên tình hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai dân tộc ngày hôm nay. Mối quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây và Nga hiện nay luôn vững bền theo năm tháng và ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Mặc dù có những thay đổi về thể chế chính trị, nhưng hai nước luôn coi nhau là đối tác, bạn bè quan trọng và hàng đầu. Quan hệ Việt Nam Nga ngày nay kế thừa quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Liên Xô trong quá khứ. Sau một thời gian bị gián đoạn trước những biến động tại Liên Xô và Nga đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, bằng quyết tâm và nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nga đã có những bước tiến mạnh mẽ, tiếp nối xứng đáng truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc. Nhằm tạo khuôn khổ pháp lý mới cho quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga, năm 1994, hai nước đã ký kết hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị, trong đó khẳng định quan hệ hữu nghị giữa hai nước được xây dựng trên các nguyên tắc tôn trọng độc lập và chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi dựa trên luật pháp quốc tế. Đây là tiền đề cho việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước năm 2001, đưa Nga trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có khuôn khổ đối tác chiến lược với Việt Nam, tạo nền tảng hợp tác Việt Nga trong thế kỷ 21. Tiếp đó với mong muốn đưa quan hệ Việt Nga ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, hai nước đã quyết định nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện, khuôn khổ quan hệ cao nhất của Việt Nam vào năm 2012, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước. Trong khuôn khổ quan hệ đó, hợp tác Việt-Nga đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, với nền tảng là tình cảm tốt đẹp giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước. Trong hiện thực mới trên trường quốc tế, hướng đông trong chính sách đối ngoại của Nga đang trở thành một trong những hướng có ý nghĩa quyết định lâu dài. Trong bối cảnh này, chúng tôi mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác nhiều mặt với các nước hàng đầu và các hiệp hội liên quốc gia ở khu vực này trên thế giới, chủ yếu là với ASEAN trước hết là duy trì vai trò trung tâm của hiệp bộ này trong các vấn đề của khu vực trong những năm qua thì quan hệ tiếp tục phát triển toàn diện mà thể hiện rõ như là về cái quan hệ chính trị thì cái hiểu biết lẫn nhau và cái tin cậy chính trị được nâng cao qua cái việc các cái chuyến thăm và trao đổi cấp cao giữa hai nước trong những năm gần đây mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do các lệnh trừng phạt cấm vận của các nước phương tây liên bang nga tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng gdp khá cao và trở thành nền kinh tế đứng thứ tư thế giới theo sức mua do đó chuyến thăm việt nam lần này của tổng thống putin cũng được kỳ vọng mở ra cơ hội kết nối cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại tìm hiểu thị trường tìm khách hàng thiết lập quan hệ kinh doanh đầu tư